Tổng công ty Tín Nghĩa hân hạnh tài trợ chương trình này. Kính chào quý vị và các bạn, vậy là một mùa xuân mới lại về, hòa cùng với không khí tràn đầy sắc xuân. Trước hết, thay mặt cho những người thực hiện chương trình cùng Tín Nghĩa vươn tới tương lai, xin kính chúc quý khán giả xem đài một năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, tiếp nối những hiệu quả mà chương trình Chung Lòng Chung Sức đã mang lại hơn 7 năm qua. Để nâng cao và cải tiến chất lượng chương trình này, đầu năm 2021 vừa qua, chương trình Chung Lòng Chung Sức đã chính thức đổi tên thành chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai. Mục đích chính của chương trình là nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có cơ hội được tiếp bước đến trường. Đây cũng là một chủ trương lớn trong công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Và nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai mời quý khán giả cùng đồng hành với chúng tôi đến với xã Tà Lài, huyện Tân Phú, nơi có một em học sinh nghèo đang học tập và sinh sống ở địa phương này. Câu chuyện khó nghèo của gia đình cô trò nhỏ Minh Thư này được bắt đầu hơn 3 năm về trước. Từ lúc cha mẹ em chia tay nhau mỗi người mỗi ngã, anh Thư được đưa về quê ngoại ở vùng đất Tà Lài này sinh sống. Thế rồi thời gian cảm nhận được tình thương của ngoại chưa được bao lâu thì ông lại đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Để rồi giờ đây, cánh chim non này chỉ còn tình thương duy nhất là người dì. Bé Thư thì bị ba bỏ từ lúc còn trong bụng mẹ, xong rồi mẹ cũng sanh ra mẹ bỏ cho ngoại bà ngoại, rồi bà ngoại mất rồi dì Dượng về nuôi bé Thư. Thì giờ ngoại mất rồi nó ở lại với em với Dượng, rồi em nuôi nó đi ăn học, cũng có ý định cho nó nghỉ tại nhà khó khăn, mà thấy nó học giỏi quá thì tôi cũng tiếc. Rồi em ráng đi làm để em nuôi nó. Có được hơi ấm gia đình của dì sau những chuỗi ngày sống trong buồn tuổi vì thiếu vắng tình thương của cha mẹ, Minh Thư dần tìm thấy niềm vui, hạnh phúc mới khi được vợ chồng dì cưu mang chăm sóc. Đặc biệt, em đã bước ra khỏi những năm tháng tẻ nhạt trước đây, bắt đầu một cuộc sống mới đầy năng động, lạc quan. Ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết phụ giúp dì những công việc trong gia đình, Minh Thư còn cố gắng mang về nhiều thành tích trong học tập. Là học sinh giỏi nhiều năm, Minh Thư còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của nhà trường. Bước vào những năm học cấp 2, Minh Thư đã sớm biết cảm nhận cuộc sống muôn màu và em quyết định lựa chọn con đường tri thức làm lối đi giúp cuộc sống thoát nghèo. Với em, việc học giờ đây chính là niềm vui sống và là nguồn động viên để vợ chồng dì có thêm niềm vui chăm lo cho Thư ăn học. Thư cho chị hỏi là bây giờ cái công việc học tập nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống hiện tại của em? Dạ thưa chị, vì việc học tập của em rất là quan trọng, vì gia đình em rất khó khăn. Nên em nghĩ chỉ có con đường học tập sau này giúp tương lai của em tươi sáng hơn. Như Thư nói thì việc học tập nó rất là quan trọng đối với bản thân em. Vậy thì trong suốt những năm học vừa qua, em đã gặt hái được cái thành tích học tập gì? Dạ, học sinh giỏi. Em được học sinh giỏi luôn hả? Dạ. Vậy thì trong tất cả các môn học thì em học giỏi nhất là môn nào? Dạ, môn Anh văn. Học giỏi môn Anh văn. Dạ. Tại sao em lại yêu thích môn học này? Dạ thưa chị, vì cái môn Anh văn đó làm cho em có sự cuốn hút với lại lôi cuốn, làm cho em có sự tự tin hơn khi mà giao tiếp với thầy cô, với bạn bè bằng tiếng nước ngoài. Môn Anh văn là một môn mà rất là khó học và theo như chị biết rất là nhiều bạn ngại học môn Anh văn. Thế thì em có bí quyết học tốt môn Anh văn nào chia sẻ cho chị biết được không? Dạ, đầu tiên là phải thường xuyên ghi nhớ những từ ngữ này bằng tiếng Anh và thường xuyên nghe nói những từ ngữ này với thầy cô, với bạn bè, làm cho mình có một cái trí nhớ tốt hơn. Và bên cạnh đó phải trau dồi ngữ pháp
sẽ nắm được cách vận dụng viết lách môn học này. Qua chia sẻ của em có thể thấy là em có rất là nhiều cái phương pháp đi học tốt môn tiếng Anh đúng không? Thế thì chị nghĩ là nhiều bạn xem đài có thể áp dụng những cái phương pháp của em để học tốt hơn môn Anh văn này rồi. Bây giờ thì em mới chỉ lớp 6 thôi, thì cái thời gian mà cái quãng đường mà đến đại học thì còn rất là dài. Nhưng mà cho chị hỏi là ví dụ như sau này mà em lên đại học thì em đã có cái dự tính là mình sẽ vào cái ngành nghề nào mà liên quan tới môn Anh văn không? Dạ, em nghĩ thời gian còn dài mà môn Anh văn, nên em sẽ cố gắng học đều các môn khác để không bị ảnh hưởng tới tất cả các môn. Nếu như mà có điều kiện thì em muốn trở thành một phiên dịch viên tiếng Anh sau này. À, muốn trở thành một phiên dịch viên tiếng Anh luôn đúng không? Dạ. Vậy thì em phải cố gắng thật là nhiều nha, để sau này mình có thể thực hiện được ước mơ này. Cho chị hỏi thêm là ba mẹ em chia tay lúc đó em được mấy tuổi? Dạ 10 tuổi. Lúc đó em 10 tuổi. Và từ khi mà ba mẹ không còn sống chung với nhau nữa thì bà ngoại là người đã mang em về cư mang chăm sóc đúng không? Dạ. Vậy thì từ đó cho tới bây giờ ba mẹ có thường xuyên về thăm em cũng như là chu cấp cho em ăn học thêm gì không? Dạ không. À không hả? Vậy thì bây giờ với vai trò là một người con mà em lại không nhận được cái tình yêu thương của ba mẹ như các bạn đồng trang lứa khác thì em cảm thấy như thế nào? Dạ, mặc dù là em không có được tình thương của ba mẹ nhưng em lại nhận được cái tình thương của dì với Dượng. Nhưng mà không phải con ruột của dì Dượng nhưng được dì Dượng thương rất là nhiều. Cho nên đó là cái động lực để cho em vượt qua nỗi buồn của cuộc sống, làm cho em không có cái niềm xấu hổ, làm cho em tự tin hơn khi mà không còn sự yêu thương của ba mẹ mà lại được sự yêu thương của dì với Dượng. Bây giờ thì ba mẹ cũng đã có cái cuộc sống riêng và cũng không có nhiều thời gian để mà quan tâm tới em. Nhưng mà theo như em chia sẻ thì em đã nhận được cái tình yêu thương của dì Dượng và của bà ngoại. Thì chị nghĩ đây là một cái động lực rất là lớn để em có thể làm đó là một cái động lực cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong cái thời gian học tập sau này em ha. Thôi bây giờ thì Tết cũng sắp đến rồi, bây giờ mình nói cái chuyện Tết cho nó vui đi ha. Vậy thì gia đình em đã chuẩn bị gì cho việc ăn Tết sắp tới chưa? Dạ, dì của em thì cũng có, dì Dượng cũng có gói ghém một ít để chuẩn bị cho ngày Tết. Cũng có một ít bánh, một ít trái cây, hoa để trưng bày cho gia đình ngày Tết. Như vậy là rất là vui rồi đúng không? Và bây giờ là trước thêm năm mới rồi thì chị cũng chúc cho gia đình của em một năm mới sẽ có thật là nhiều niềm vui mới. Và riêng đối với em á, thì chị chúc em là một năm sẽ có thật là nhiều thành công trong con đường học tập của em. Dạ, em cảm ơn. Dù cuộc sống quanh năm vẫn còn luôn tất bật với mọi thứ để lo toan, nhưng Tết đến xuân về, dì Dượng Minh Thư cũng cố gắng gói ghém để có chút hương vị Tết trong gia đình. Cuộc sống hiện nay của hai vợ chồng dì Dượng Minh Thư cũng chẳng khá giả gì. Dượng em thì thường xuyên theo những công trình xa nhà làm thợ sơn nước, còn dì em chỉ ở nhà cạo hộp điều và chăn nuôi mấy con gà con vịt, chắc chiêu cho cháu được đến trường như các bạn. Với một gia đình nghèo, cuộc sống quanh năm chỉ phụ thuộc vào công việc làm thuê làm mướn, thì việc nuôi các con, thêm đứa cháu mồ côi Minh Thư đi học đã là không mấy dễ dàng. Vậy mà dì Dượng em vẫn mạnh mẽ gánh trên vai những nắng gió nhọc nhằn, cũng như trọng trách như người cha người mẹ, nuôi dạy thêm đứa cháu khôn lớn nên người, học hành đến nơi đến chốn. Có vô vàn khó khăn khi cùng lúc lo con lo cháu, nhưng có lẽ với gia đình này thì những khoảnh khắc quây quần chuyện trò vui vẻ với nhau đã xua tan đi những gánh lo toan còn nặng hoằng phía trước. Đặc biệt với Minh Thư, từng giây phút được yêu thương, được lớn lên trong vòng tay của dì Dượng đã giúp em càng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong học tập, để không phụ lòng mong mỏi của những người cha, người mẹ thứ hai của đời mình. Một đứa trẻ sớm thiếu vắng tình thương của cha mẹ, thế nhưng em vẫn mạnh mẽ vươn lên trước bao giông tố của cuộc đời và biết làm những điều tốt đẹp, được thầy cô bạn bè hết lòng khen ngợi. Khi đến lớp, Minh Thư vẫn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan đáng quý, hy vọng rằng với nghị lực sống mạnh mẽ, biết vươn lên trong nghịch cảnh, thì trong một ngày không xa, ước mơ trở thành một thông dịch viên giỏi trong tương lai
của cô trò nhỏ này sẽ sớm trở thành hiện thực. Vừa rồi là những hình ảnh khó nghèo của cô trò nhỏ Ngô Thị Minh Thư, học sinh lớp 62 trường Trung học cơ sở Ta Lại, huyện Tân Phú. Có thể nói giữa bao nghịch cảnh gian truân, những tưởng sẽ dập tắt những ước mơ của cô trò nhỏ này. Vậy mà trong gian khó đó, Minh Thư vẫn rèn giũa cho mình một bản lĩnh kiên cường để vươn lên trong học tập. Minh chứng là những tấm giấy khen mà em đã mang về chính là những hoa thơm trái ngọt mà cô trò này đã phấn đấu trong suốt các năm học vừa qua. Để kịp thời động viên và khen thưởng cho cô trò nhỏ này, hôm nay tại hội trường Trung học cơ sở Núi Tượng, huyện Tân Phú, chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai tổ chức buổi lễ trao học bổng cho cô trò nhỏ Ngô Thị Minh Thư, nhân vật chính trong chương trình. Thế nhưng trước khi trao suất học bổng nghĩa tình này cho các em, trước thêm năm mới, chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai còn trao thêm 100 suất quà là những nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống cho 100 hộ dân là những bà con nghèo hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Núi Tượng, huyện Tân Phú có điều kiện để vui xuân đón Tết. Sau đây xin được mời đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa lên trao những suất quà nghĩa tình này cho bà con địa phương. Và để tạo điều kiện cho các em học sinh khó khăn có điều kiện đến trường, ngày hôm nay thì chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai sẽ trao thêm 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường Trung học cơ sở Núi Tượng, huyện Tân Phú. Và bây giờ chúng tôi xin được mời anh Nguyễn Kim Thanh Điền, đại diện cho Tổng Công ty Tín Nghĩa, lên sân khấu trao học bổng cho các em. Và bây giờ sẽ là phần trao học bổng cho nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được mời anh Nguyễn Kim Thanh Điền, đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa, sẽ trao suất học bổng này cho em Ngô Thị Minh Thư. Vâng, và thưa anh thì ngày hôm nay với góc độ là đại diện cho đơn vị tài trợ và cũng đã có những phần quà cho bà con cũng như là các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Phú, thì không biết là anh có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Vâng, thì kính thưa bà con cùng các em học sinh, thì cái chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai đó thì chính là cái điểm mà nối tiếp của cái từ những cái kết quả hoạt động của cái chương trình mà Chung Sức Chung Lòng mà Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đồng hành cùng với lại đài truyền hình Đồng Nai thực hiện trong 10 năm qua. Thì tiếp tục những cái thành quả đạt được của cái chương trình mà Chung Sức Chung Lòng đó, thì cái chương trình mà Tín Nghĩa cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai ra đời mà cũng không ngoài cái mục đích là tiếp tục hỗ trợ cho các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên cái địa bàn của tỉnh. Thì cũng hôm nay đó, thì trước cái không khí mà của những cái ngày mà đầu năm, thì tôi đại diện cho tổng công ty cũng cùng với lại phối hợp với lại cái chương trình là có những cái suất quà để mà đem đến cho quý bà con cũng như là cái các em học sinh có những cái niềm vui trong những cái ngày mà cuối năm. Thì món quà thật sự ra nó cũng nhỏ nhưng mà nó chứa đựng một cái tình cảm của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Rồi là công ty cũng muốn là mang đến cho quý bà con cũng như là các em học sinh có một cái niềm vui và một cái chút hương vị của nồng nàn ấm áp của mùa xuân Tân Sửu năm 2021. Thì nhân dịp trước thềm xuân Tân Sửu 2021 thì tôi cũng kính chúc quý bà con, các em học sinh, quý thầy cô là có một cái Tết thật là ấm áp, thật là vui tươi, hạnh phúc.
và cũng cầu chúc cho cái chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai luôn mãi là cái điểm tựa để cho các em vững bước đến trường. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Thưa ơi, vừa rồi thì em cũng đã nghe những chia sẻ từ đơn vị tài trợ. Thế thì ngày hôm nay cũng nhận được cái suất học bổng rất là ý nghĩa như thế này. Em có muốn đáp lại điều gì đối với đơn vị tài trợ không em? Đầu tiên là em cảm ơn nhà tài trợ đã hỗ trợ cho em một suất tiền học bổng như thế này. Em sẽ dùng cái suất học bổng này để cố gắng việc học tập sau này thôi. Và chị cũng hy vọng rằng là sau khi mà nhận cái suất học bổng này thì em cũng sẽ có thêm cái động lực rất là lớn để mình cố gắng nhiều hơn trong học tập để không phụ lòng đơn vị tài trợ nha em ha. À, vâng, và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Tổng Công ty Tín Nghĩa đã có cái sự hỗ trợ thật là kịp thời tới cho bà con cũng như là các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện Tân Phú để bà con có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Và riêng các em thì lại có thêm cái động lực rất là lớn để cố gắng phấn đấu cho cái con đường học tập sau này của mình ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, và thưa quý vị khán giả thì trước thềm năm mới xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, Thu Huế xin gửi lời chúc tới quý vị khán giả một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.